Thưa quý vị, một vụ án đang gây xôn xao dư luận tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều giờ qua, khi bà Lê Thị Mỹ Châu, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group, địa chỉ 389 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tức nhà thuốc Mỹ Châu, vừa bị bắt tạm giam vì liên quan phi vụ chạy án với số tiền lên đến 9 tỷ đồng. Cụ thể ngày 5 tháng 11 năm 2024, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu PC03, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Lê Thị Mỹ Châu để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Liên quan trong vụ án này, Công an thành phố Hồ Chí Minh còn khởi tố bắt tạm giam ca sĩ Lê Quốc Kháng, tức ca sĩ Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam, 32 tuổi ở quận 10 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo BC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh, bị can Lê Thị Mỹ Châu bị bắt tạm giam 4 tháng. Ngay sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, PC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét nhà thuốc Mỹ Châu tại quận 3. Công an kiểm tra, thu giữ một số giấy tờ liên quan để phục vụ điều tra vụ án. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh niên, bà Lê Thị Mỹ Châu được xem là chủ của nhà thuốc Mỹ Châu, là một trong những nhà thuốc tư nhân đầu tiên được cấp phép từ rất sớm tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, nhà thuốc đã phát triển thành chuỗi với hệ thống nhà thuốc có mặt ở nhiều vị trí, chủ yếu tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh. PC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện bà Lê Thị Mỹ Châu có hành vi móc nối với ca sĩ Quốc Kháng để chạy án cho một bị can hiện đang bị PC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giam, được tại ngoại với giá 9 tỷ đồng. Bị can Lê Quốc Kháng tự giới thiệu đưa ra thông tin gian dối là cháu của các lãnh đạo và thông qua bị can Lê Nguyễn Hoàng Nam, nhờ bị can này giúp cho bị can trong vụ án PC03 đang điều tra được tại ngoại bị can Lê Nguyễn Hoàng Nam yêu cầu bị can Lê Quốc Kháng phải đưa trước một khoản tiền, đồng thời phải ký hợp đồng với luật sư do bị can Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Sau khi bị can Quốc Kháng đồng ý với bị can Lê Nguyễn Hoàng Nam, ca sĩ này hứa hẹn với bị can Lê Thị Mỹ Châu sẽ lo cho bị can được thả trong vòng một tuần với giá 9 tỷ đồng, yêu cầu bà Lê Thị Mỹ Châu đưa trước 7 tỷ đồng. Vâng thưa quý vị, tin lời hứa hẹn chạy án bị can Lê Thị Mỹ Châu đã hai lần đưa cho bị can Lê Quốc Kháng 7 tỷ đồng. Bị can này đưa cho Lê Nguyễn Hoàng Nam 450 triệu đồng. Số tiền còn lại bị can kháng dùng để trả nợ, chuộc xe ô tô đã cầm cố và tiêu xài cá nhân hết. Sau đó bị can này bỏ trốn, chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền của bị can Lê Thị Mỹ Châu. Hiện PC03 công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đưa hối lộ này. Thời gian qua, các hộ dân sống ở khu phố 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định liên tục phản ánh về việc sau những trận